Hello, xin chào mọi người. Xin chào mọi người đến với kênh của mình ha. Hôm nay tiếp tục chia sẻ bữa cơm gia đình đơn giản thôi các bạn. Thịt luộc, cà pháo chấm mắm tôm, đậu hũ chấm mắm tôm, đậu hũ chiên. Rồi canh thì có tảo rong biển, đậu hũ các bạn. Hơi nóng không cầm lên được. Thì nói chung ba đồ này là đơn giản đều chấm mắm tôm được hết nhé các bạn. Làm một món chấm, nước chấm là ăn ba món luôn cho nó đơn giản. Lâu rồi đổi vị chứ ăn này về ăn mặn mắm tôm cho nó hao cơm tí. Rồi mắm tôm mà thì phải có cái bia này uống mới vô. Làm lon bia Huda Huế các bạn. Huda chứ còn Huế Đà Nẵng hay không thì đậm đà hương vị miền Trung. À, thơm quá. Làm miếng cà pháo nha. Mới trái đầu tiên đánh ngay trái xịt rồi. Ngon ngon. Nó đơn giản lắm các bạn. Cà pháo ngâm sẵn dưa leo, anh với leo thịt luộc thì luộc lên rồi thái ba chỉ nha, chọn loại ba chỉ để luộc rồi thái lên. Đậu hũ thì đậu hũ non trong sắc nhỏ ra rồi chiên giòn lên. Đơn giản luôn đó. Tính ra thì cũng không bao nhiêu tiền ha. À, nhỏ nó gọi mẹ đó, nó gọi con mẹ ơi không à. Rồi. Chấm miếng đậu hũ nha. Rồi rồi trò chuyện nha các bạn ha. Này cũng bia Huda Huế kể chuyện đi du lịch Huế đi. Đà Nẵng á, thì như mình nói á, mình thì chưa có dịp đi nhiều tỉnh nha, nhưng mà đi thì cũng một số tỉnh thôi, nhưng mà chưa hết đi các tỉnh phía Bắc thì đi được chỉ có Hà Nội mới về quê rồi chưa đi các tỉnh phía Bắc. Còn miền Trung thì cũng đi nhiều rồi, mà Đà Nẵng thì như đã nói là thành phố đáng sống không, phát triển du lịch này nọ. Rồi kế Đà Nẵng là Huế. Thật sự là Huế mình có cảm giác như nó yên bình lắm. Tại vì cái nét cổ kính, rồi nét văn hóa cung đình này nọ, rồi kiến trúc lăng tẩm này nọ, rồi chế độ vua phong kiến, chế độ phong kiến cuối cùng nhà Nguyễn. Nói chung là mình cũng thích cái xứ Huế đó. Với lại tiếng Huế các bạn, hồi nhỏ mình nghe không có được á. Lại một thể mình có, tại vì hồi nhỏ là mình có nên đi tiếp xúc với một số người Huế ở xung quanh, hoặc là cũng ra ngoài Huế rồi cũng gặp mà nói chuyện, mà cái ở một số cái vùng mà địa phương của Huế nói, người ta nói nặng quá mình không nghe được, nên mình bị không có ấn tượng lắm. Nhưng mà sau này á, bắt đầu mình nghe được, với lại mình nghe những cái người mình nói chuẩn mà giọng mà Huế, mà kiểu như nhất là mình coi, khi mà coi cái phim mà phim gì của Nam Phương Hoàng Hậu, phim Bảo Đại á, xong ấy, hoặc là những cái phim tư liệu cũ á, mà nói về giọng Huế nghe chuẩn á, nghe thấy hay quá các bạn. Mà kiểu như mình nói chuyện, sau này mình nói chuyện với một số người, nó kêu là những mấy giọng Huế đó là giống Huế, kiểu như là quý tộc á, mà hoặc là nói theo kiểu mà nghe rất là sang, chứ không phải nói mà nói không nghe gì hết đó. Thì
Xem cái này đó, bắt đầu mình có nghe cái tiếng đó nha, xong rồi mình thật sự là thấy hay luôn đó. Rồi nó nhất là những cái nét văn hóa, là những cái nét của đặc trưng của xứ Huế đó. Nghe hay. Rồi không phải là dùng từ pha, người ta có hay câu nói là chửi cha giờ không bằng pha tiếng á, nhưng mà thật sự là nghe giọng nó nhiều khi mình bắt trước, mình nói theo, tại mình thấy hay, mình thấy họ nói nghe cái nghe giọng tuy nó là nặng tiếng nhưng mà nghe rất là rõ. Rồi cũng được có dịp được đi du lịch Huế, cũng ghé vô ghé vô cung á, rồi tham quan cung, rồi lăng, một số lăng ở lăng gì ta, mình chỉ có nhớ là lăng Tự Đức, lăng vua Tự Đức, rồi lăng vua nào nữa, không có dịp ghé lăng vua Khải Định. Nghe nói lăng vua Khải Định là theo kiểu kiến trúc Pháp nên nó rất là đẹp, nhưng mà lăng vua Tự Đức thì là về theo kiểu về thiên nhiên nha các bạn. Đợt đó mình đi Huế là đi với công ty, bay ra sân bay Phú Bài, xong rồi nghỉ ngơi chơi bời, rồi ghé Hội An đó, đi về ghé Hội An, đi ăn bên kia cầu móng gì Hội An, vô chơi Hội An, xong rồi vô thành phố Đà Nẵng để xem bắn pháo hoa, chạy về Huế để nghỉ ngơi khách sạn. Nói chung là nếu mà đi phía miền Trung đó, Đà Nẵng ra Huế, Huế vô Đà Nẵng ha, rồi ra đi Hội An nữa thì tham quan chơi ở mấy ngày luôn đó là sướng. Hai vợ chồng đợt hai vợ chồng có đi chân mạch ở Đà Nẵng đó, xong rồi còn bạn mình đó, cho xe máy, hai vợ chồng lấy xe máy đi phóng ra Hội An chơi nữa mà. Xuyên lắm nha, phóng ra Hội An chơi á, xong rồi về và chiều tối về Đà Nẵng nghỉ khách sạn lại, xong rồi lại đặt tour đi đi Cù Lao Xanh hay Cù Lao Chàm gì á, của Hội A, của Hội A của Quảng Quảng Nam á, rồi hôm sau lại có xe đón lại ngược ra phía đó lại đi tiếp. Xung quanh mình ở khu mình ở cũng có nhiều người Huế, người ta bán bánh món bánh canh cá lóc á, rồi bún bò o nhớ o vui gì á, mấy o không ngon, ẩm thực cũng ngon rồi đó, chè cung đình nó loại nhiều loại chè, rồi các loại bánh á, các loại bánh nhiều, người ta bún rồi bánh bèo, bánh nậm gì đó, người ta nói tiếng á. Nghe mình nói chung là cũng yêu thích lịch sử nên đọc những tìm hiểu những cái về chế độ phong kiến, rồi vua họ Nguyễn như thế nào là nào á. Mong là có dịp ghé Đà Nẵng, Huế chơi lần nữa. Huế thì nếu mà ghé thì đi sẽ đi thăm một số lăng. Chắc là lăng Khải Định, nghe nó kiến trúc là đẹp nên sẽ cố gắng có dịp thì ghé thăm lăng Khải Định. Còn lăng vua Gia Long là vua đời đầu của nhà Nguyễn sau này thì hình như nghe nó mọi người nói xa lắm, nó xa trung tâm lắm thì phải. Rồi thôi video của mình cũng kết thúc đó các bạn ha. Nhưng mình thôi bố, mình chia sẻ với anh gia đình thôi, rồi bây giờ mình kết thúc, mình sẽ dùng cơm với bà xã mình nữa. Bây giờ nói demo nói chuyện thôi, quay video chia sẻ cuộc sống gia đình, cuộc sống Sài Gòn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Hãy like, subscribe ủng hộ kênh của mình ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.